Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại ở đây. Sau 5 ngày tôi chưa ra bất cứ một clip nào cả. Có rất là nhiều anh em hóng, rất nhiều anh em là nhắn tin liên tục vào trong fanpage, cũng như là comment ở trong các cái video. Thậm chí là có anh em còn đào lại những cái video cách đây 3 năm sau đó comment vào. Tôi biết đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ phải quay lại vào cái thời điểm thích hợp. Tôi định là sau một tuần cơ. Nhưng mà thôi, thì 5 ngày tôi nghĩ là một cái khoảng thời gian quá dài đấy, đối với cả tôi cũng như anh em. Nói thật với anh em là tôi cũng muốn ra clip lắm đấy, nhưng mà thôi để từ từ, để anh em vào trong rank, anh em chơi, sau đó anh em cảm nhận được những cái gì mà tôi nói sau hai cái clip mà tôi nhận định update nó là đúng. Đấy, thì tôi mới quay trở lại đây, tôi nói chuyện tiếp với anh em. Anh em thấy không? Nhà tiên tri Tuấn Cơm. Tôi có dự đoán là sau một tuần nữa Greater nó thành meta. Đấy, anh em thấy không? Thực ra chưa đến một tuần đâu. Tôi nghĩ là chỉ khoảng sau cái clip của tôi nó khoảng 1-2 ngày thôi là nó đã thành meta rồi. Anh em thấy đánh Greater nó rất dễ ở top 1 và nó rất khỏe trong cái thời điểm hiện tại. Đấy, trong một cái meta mà theo tôi đánh giá nó là meta Hyperon. Đấy, cái meta của Hyperon chơi những cái đội hình thấp tiền, chơi những cái đội hình mà roll ở level thấp. Đấy, anh em thấy chuẩn chưa? Anh em nào mà thấy chuẩn thì anh em cho một like nhá. Cho ngay một like coi như là thể hiện cái sự công nhận của anh em đi nhá, trong cái việc tìm tòi ra meta của Tuấn Cơm. Tôi cũng muốn có một cái khoảng thời gian nó khoảng 5 ngày đến 1 tuần để cho anh em chơi, anh em cảm nhận được cái meta, cũng như là bản thân chính tôi cũng là cái người mà cũng chơi giống như anh em vậy. Thì trong cái khoảng thời gian tôi chơi thì tôi có thể là tôi xem là meta nó như nào, sau đó đúc kết để ra một cái đội hình gì đó mà có thể là counter được meta. Ở cái thời điểm hiện tại thì có thể là Greater là một cái đội hình mà chúng ta nhắm đến để counter, bởi vì là có rất nhiều người, mặc dù là tôi nói thật là tôi ra clip ý, thì anh em cũng làm theo, anh em chơi thì cũng top 1 nhiều đấy. Nhưng mà những cái người mà người ta chơi cái hệ mà không phải là cái hệ đam mê Greater ấy, thì người ta phải nói là rất là ức chế với cái bộ chói. Cái bộ chói là một trong những cái bộ mà tôi thấy là đa phần các anh em mà có trao đổi, chia sẻ với tôi hoặc là có comment vào dưới những cái clip của tôi thì đa phần nhá, là mọi người là rất ghét cái bộ Greater. Tôi phải nói thật là như thế. Những cái người mà người ta không chơi Greater ấy, mà người ta gặp Greater là người ta rất bực mình, người ta rất ghét. Trong đấy là có tôi, bản thân tôi là cũng làm cái người mà không thích chơi Greater. Đấy, bởi vì nó khá là gây nghiệp. Cái bộ Beat với cái bộ Greater là hai cái bộ mà tôi nói thật với anh em là tôi bỏ lâu lắm rồi. Đấy, anh em làm mà theo dõi tôi mà có gặp tôi ở trong rank là anh em thấy là tôi không hề chơi Beat hoặc là Greater, là tôi không có dùng để leo rank đâu. Đấy, tôi thường là tôi bây giờ tôi chỉ chơi hệ bắn trưởng thôi. Tôi thường là như thế. Nó đỡ như là gây nghiệp hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, và nó cũng nói chung là ít người chơi. Bây giờ thì người ta thường là người ta chơi những cái bộ vật lý nhiều hơn anh em ạ. Thế tôi lại chuyển sang tôi chơi bắn trưởng. Đấy, anh em thấy là kể cả cái trận này nhá, nó ra full lần Witcher nhá, nhưng mà tôi không chơi đâu, tôi không chơi vật lý đâu. Đấy, tí nữa là tôi đây là anh em thấy là tôi chơi trận này là tôi chơi gót rồi, không nói nhiều anh em nhá. Đấy, còn gót gì thì hồi sau sẽ rõ. Và trận này chắc chắn là tôi sẽ chơi bắn trưởng. Đấy, mà thực ra để nói mà chơi gót thì tôi chơi cũng rất là hay, tự tin là mình đánh hay. Nhưng mà anh em thì nhiều anh em gặp tôi trong rank thì cứ nghĩ là tôi spam gót thì không phải nhá. Tôi thực ra tôi chơi rất nhiều bộ bắn trưởng khác. Ví dụ như bộ 9m cũng rất là ok. Đấy, hoặc là những cái bộ khác nó liên quan đến mết, mà thực ra là có rất nhiều bộ mà anh em chưa biết được. Tôi lấy ví dụ như đợt trước tôi có ra cái bộ Tam Pháp Sát Long ấy. Đấy là cũng là một trong những cái bộ mà nó kết hợp, nó rất hay. Nó kết hợp những cái quân bài vào và nó kết hợp với cái bộ mết, rồi nó chơi đam theo kiểu đam tổng hợp thì nó rất là hay. Ngoài ra anh em có thể lên được 12 thì nó có rất nhiều cách kết hợp khác nhau. Đấy, thường là tôi chơi cái bộ mết là tôi có mấy cái bài nó cũng khá là dị. Nhưng mà từ từ tôi sẽ dần dần tôi ra clip anh em nhá. Cái đấy thì nó thuộc về cái phần gọi là bí kỹ rồi, nó không thể ra đều như phát tranh được. Đấy, nhưng mà nói chung ấy là mình thông thạo bộ mết nên chơi gì nó cũng dễ. Các anh em mà gọi là theo dõi lâu năm fan cứng của tôi ấy, thì anh em quá hiểu tôi. Tôi chơi cái gì mà tôi chơi nhiều, tôi chơi cái gì mà tôi thông thạo, chơi hay là anh em biết ngay. Đấy, nhắc đến Tuấn Cơm thì nó chỉ có Hunter với cả mết thôi. Đấy, gót là những cái bộ mà thông thạo nhất.
ngoài những cái bộ thông thạo nhất ra thì những cái bộ còn lại thì nó cũng thông thạo nhưng mà không bao giờ chơi. Chỉ ra gọi là làm content ra clip thôi. Đấy, nhưng mà vẫn thông thạo nhá anh em nhá, không phải không. Nhưng mà nó chỉ khoảng thông thạo 8, thông thạo 7 thôi, còn có những cái thông thạo 10 nó khác. Mà nói chung ấy là mấy cái bộ thông thạo 10 ấy thì phải nói thật với anh em, thú thật với anh em là tất cả các beta tôi đều chơi hệ bắn trưởng để tôi leo rank queen cả. Cái bộ mà vật lý duy nhất mà tôi chơi để leo rank queen ấy, nó là bộ Hunter. Có lẽ là chỉ là có bộ Hunter và thêm cái bộ mà nó hơi có một chút gì đấy vật lý. Nó chính là cái bộ gọi là Tam Pháp Sát Long, hơi vật lý một chút thôi. Cũng là một cái đỡ phải tranh bài với người khác, nhưng mà cũng rất là ok. Được top 2, top 3 được rồi, không cần top 1. Đấy, top 1 thì khó, phải nói thật là khó, bởi vì meta này này, nếu mà muốn chơi top 1 ấy thì là gì? Là anh em chỉ có con đường là Greater hoặc là Beat hoặc là Clyde. Đấy, đấy là những cái đội hình mà Hyperion ở level thấp chơi bằng co 2 tiền, 3 tiền rất ok. Ra cả Dominator tôi không chơi nha anh em nhá. Tôi quyết định là tôi không chơi cái bộ Greater nữa. Đấy, bây giờ là mình sẽ chơi là ngược meta anh em nhá. Counter lại meta. Đấy, đi ngược lại số đông thì mình sẽ là cái người thành công, anh em hiểu không? Nếu mà nhiều người chơi Greater là cũng không hẳn là ngon đâu. Vào một trận nó 4 ông Greater hoặc là 4 ông Clyde hoặc là 4 ông Beat thì nó là cái câu chuyện là chỉ có một thằng là vô địch thôi nhá. Còn những cái thằng còn lại rất có thể là sung hố. Tôi đảm bảo với anh em luôn, kể cả nó là meta đến đâu chăng nữa mà anh em 4 thằng chơi cùng nhau thì cũng chắc chắn là sung hố. Đấy, nhưng mà lại sướng cho những cái ông mà chơi lại đấm được cả 4 thằng. Đấy, ví dụ như meta Beat 9m đấm được cả 4 thằng luôn. Đấy, được không? Ok không? Ra hai con sói này. Lấy không nhỉ? Lấy hai con sói. Nhưng mà ra ngoài tôi muốn up cấp. Up cấp thì chỉ được một con sói, bán Fallen Witcher đi thì bây giờ chưa được. Bán ba con phía dưới à? Không, hai con thôi. Giữ lại con Tinker này cần này. Có lẽ là tôi sẽ bán, nếu mà thắng round này thì tôi sẽ bán con CM nữa thôi. Sẽ bán con The Saw đi để mua con sói ở round này. Con sói này mà lên 2 là nó tín lắm đấy anh em ạ, tín lắm, uy tín lắm. Đấy, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Nhưng mà không chơi Wario nhá, đây là tôi gọi là cầm tạm rồi đấy. Đầu game thì anh em biết là phong cách chơi nó là oánh chuỗi thắng. Đấy, tôi cầm tạm con này lên 2 sao, 3 đô 2 sao tôi cầm tạm một chơi thôi. Gọi là làm tăng cơ thì thôi, phía trên. Đấy mà hên hên ra là con mèo là chơi là ngon này. Kẹp với cả sói là thứ nhất là gì, khỏe. Thứ hai là đẩy được. Ui, đây rồi anh em ơi, vừa đúng nhà tiên tri tuần cơm. Tôi cứ như là tôi mua hai con sói đấy để cho cái round này ấy. Trời. Phục mình thật đấy. Thế bây giờ Fallen Witcher cần không? Con Fallen Witcher đóng vai trò là gây đam. Bây giờ bỏ Fallen Witcher ra. Bán Fallen Witcher đi. Thực ra thì bây giờ vẫn có đam. Đẻ nhiều hơn, kẹp với cả đỏ vào thì nó sẽ trâu hơn. Đầu game thì mỗi con cộng 150 máu thì nó rất tín ấy. Đấy, với cả đam bây giờ nó gây là bởi những cái con đệ. Những cái con đệ đam to nó sẽ có thể là gây đam được. Ngoài ra thì vẫn có một cái con gây đam nữa, đấy chính là con Skybreaker ở đây. Thì tôi nghĩ là vẫn ổn. Bây giờ chỉ cần ra một con mèo nữa là quá cửa đam luôn. Hai con mèo nó nhảy với nhau thì thôi rồi anh em ạ. Đấy mà vẫn chưa ra. Thêm con mèo nữa nhỉ, xin thêm con mèo nữa thì đẩy kinh lắm ấy. Rồi, tạm thời là cái thời điểm hiện tại là như này đã. Rồi, tính xem là round sau gặp ai nào. Không hiểu sao nhá, từ lúc Covid xong là mình nhìn cái bảng này rất chậm. Trung Quốc hai chữ. Có Tinker 2 sao. Có vẻ khỏe. Round sau khi là để cẩn thận để up cấp lên thôi anh em ạ. Nó có Tinker 2 sao và nó ở đây là nó có cái con hút mana là nó có thể bơm mana vào. Bơm mana cho Tinker bắn liên tục thì nếu mà cẩn thận thì tôi vẫn up cấp. Thực ra nhìn cái đội hình này thì nếu mà đẻ sói ra này rồi đẻ đệ lợn ra thì chắc là cũng đỡ được những cái cú tên lửa thôi. Nhưng mà thôi tôi đánh vẫn cẩn thận anh em ạ.
Đấy, tôi mặc dù tôi có 3 con chó sói ở đây, gọi đệ ra là được 6 con đệ, nhưng mà thôi. Cẩn thận thì mình có áp cấp được giữ chuối anh em ạ. Mà ngoài ra để áp cấp thì tôi còn có một cái lợi thế nữa là tôi sẽ có thêm cái con Heaven Bomber vào để lấy được cái công nghệ mech. Mà chuyện này đồ khéo quá anh em ạ. Trông đồ chán thật sự luôn đấy. Trông đồ này không chơi gót được. Không có viên ma lăng nào cả. Không có một viên ma lăng nào mà đồ thì nó kiểu đồ này nó cũng không phải đồ đánh vật lý ấy. Nó cũng chả phải đồ đánh tăng. Đồ này nó là cái đồ kiểu siêu lết, kiểu như là phải ghép Kira, Kira các thứ mới cần. Mà đồ này đầu game mà đánh không đánh chuỗi, khó đánh chuỗi lắm. Đầu game mà Blink là ổn luôn. Blink cái là ấm luôn đến round 15 luôn anh em ạ. Nhưng mà không có Blink thì chán đấy. Ăn được không? Tôi nghĩ là ăn được thôi. Tôi đã cẩn thận áp lên 7 rồi, còn làm sao mà thua thằng này. Mất chuỗi này thì hơi Sida. Mất chuỗi này thì hơi Sida. Cái đội hình này này thực ra là nó vẫn có thể mất chuỗi bất cứ lúc nào. Cái lý do làm sao? Không có đam anh em ạ. Đấy, thế tôi mới nói là cái việc mà có một cái Blink đầu game hay là một cái búa sét ấy, đầu game nó ấm lắm. Sói lên được 2 này. Áp không? Roll cái lửa nào. Bây giờ kiếm một cái con nào nhở? Được thôi, được áp lên. Cho thêm 2 con Heaven Bomber vào. Nhưng mà như này thì hơi thiếu đam ấy nhá. Nó chỉ gọi là tăng to hơn thôi, nhưng mà nó thiếu đam anh em ạ. Mày trông có vẻ thiếu đam quá nhở. Đồ nó hơi lởm. Bây giờ ấy mà cái con Heaven Bomber của tôi lên 2 sao thì nó vẫn chưa gây được đam, bởi vì là nó không có cái viên ma lăng. Thế nên là cái trận này quyết định đánh chuỗi thắng là một cái quyết định sai lầm của tôi đấy anh em. Thực ra thì cái này là gọi là đã bị chót rồi thì cố thôi. Cố đâm lao phải theo lao thôi, chứ còn thực ra như này thì gặp thằng top 3 một cái là coi như là toang luôn đấy. Chơi Clyde kia thì ăn thì đéo được. Ui ôi, gặp luôn này. Mày buồn tối thế Tuấn ơi. Rồi xong rồi, ăn nổi không? Thằng này làm đéo có đam. Không có đam để đánh xuyên vào bọn này anh em ạ. Cái bọn này nó có giáp. Khổ. Ăn nổi không? Không được. Nó ghép được 4 Clyde vào rồi. Không có giáp để không đánh được xuyên giáp này. Nhìn con rơi của nó thoải mái, nó gây đam kìa. Xong rồi. Chán thật sự luôn á. Mà cái bộ Clyde bây giờ mạnh thật đấy. Công nhận Clyde bây giờ. Úi ôi, sao không ra sớm một round bạn ơi. Bây giờ mới ra The Saw này. Nhưng mà cần đéo The Saw nhỉ. Giờ so bây giờ không cần. Bây giờ tôi có cái con sao đi vô ở lên 2 sao rồi, cho sao đi vô vào ngon hơn anh em ạ. Không cần. Đấy, burn mana xong rồi hút mana đối thủ búp vào bên mình ok hơn nhá. Ui, gặp thằng 6 Wario to thế. À chưa đủ. Thằng này mới là 3 con thôi. À đâu, đủ rồi. À đâu, chưa đủ. Covid xong là bị thế đấy anh em ạ. Di chứng Covid. Ảo thật sự đấy. À thôi, chưa, quên. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Đấy, tôi bảo tôi là có cái kiểu là bây giờ tôi bị di chứng sau Covid ý anh em ạ. Hậu Covid nó cứ nhớ quên ý. Thực ra là hôm nay ý, là cũng là có một cái bản danh sách là cảm ơn các anh em mà đã donate cũng như là đã đăng ký hội viên mới và gia hạn hội viên ở trên kênh. Thì hôm nay tôi cũng định cảm ơn có một cái bản danh sách. Thế nhưng mà tôi lại quên mất là cái file đấy tôi liệt kê ra tôi lại để ở đâu đấy. Thì tôi chưa tìm ra để mà tôi cảm ơn được cho anh em. Thì ngày mai tôi cảm ơn các anh em nhá. Sorry anh em là hôm nay thì trong clip này thì chưa cảm ơn được anh em. Rất là sorry anh em. Đấy, nhưng mà hứa với anh em là ngày mai sẽ có cái bản danh sách liệt kê đầy đủ nhá. Có các anh em sẽ thấy là trong cái clip này, mặc dù là donate cho tôi, mặc dù là có đăng ký hội viên mới cũng như là có gia hạn hội viên, nhưng mà chưa thấy tôi cảm ơn. Là bởi vì là đấy, tôi cũng chia sẻ là đầu óc sau khi mà bị nhiễm Covid xong ấy, tôi cảm giác như là tôi đã, cái trí nhớ của tôi nó đã sa sút rất là nghiêm trọng. Bây giờ tôi có
ghi, tôi có một cái file mà tôi ghi những anh em donate vào ấy, xong rồi tôi liệt kê ra, tôi để vào trong một file, nhưng mà tôi không biết là tôi luôn lưu nó ở đâu. Đấy, khổ. Đấy, bây giờ tôi quên mất. À đấy, bây giờ tôi lại còn nhớ ra một cái nữa cơ. Đấy là trong clip này là tôi chơi cái gì, và tôi làm cái clip này là nội dung của content ngày hôm nay là ra sao thì tôi vẫn chưa có tiết lộ anh em. Tôi vẫn chơi từ nãy giờ tôi anh em nhìn thấy tôi mua sói này, tôi mua các cái con là goblin này, mech này, đỏ này, linh tinh hết cả lên, nhưng mà vẫn chưa, anh em vẫn chưa biết là tôi chơi cái gì, có phải không? Thôi tính rao đã anh em nhá, xem gặp thằng nào khổ. Từ từ đã nào, xem nào. Đấy, tôi nhìn cái này nó rất là chậm anh em ạ, khổ thế chứ này. Rồi, vẫn chưa gặp, vẫn có chuỗi nhá, vẫn có cơ hội hoành, vẫn có chuỗi ăn tiền. Ok. Đấy, tôi còn quên, tôi không xếp lại lao quái rồi anh em ạ. Đến lao quái tôi còn quên đây này, trời ơi. Bây giờ mình đang nói cái gì nhỉ? Bây giờ tôi đang nói đến cái việc là chủ đề ngày hôm nay. Đúng rồi, vẫn chưa chia sẻ đúng không? Cái clip ngày hôm nay, tôi xin được làm cái clip này theo yêu cầu anh em nhá. Cái yêu cầu này là yêu cầu của hai người, anh em Bùi Quân Thạch và anh em Quang Minh Trần. Đấy, đó là hai anh em yêu cầu tôi chơi cái bộ Lava Shaman, làm co, dồn đồ cho Lava Shaman và kết hợp với cả God và Warlock. Đấy, hôm nay tôi sẽ chơi. Nhưng mà có vẻ như là Lava Shaman ở trong trận đấu này nó bị tịt đẻ rồi anh em ạ. Nó bị tịt đẻ rồi. Trong từ lấy giờ, đây là round thứ 15 rồi. Sau 15 round mà bây giờ tôi vẫn mới chỉ có một con Lava Shaman. Khó chịu thật sự. Rồi, tham tí anh em, tham tí. Tham tí mặc dù là tôi cũng cho góp là được rồi đấy, nhưng mà tham tí anh em. À, bây giờ tôi vẫn muốn là có free roll, nên là tôi chơi kẹp hai con mèo vào, vẫn có đam anh em ạ. Vẫn chơi được hai con mèo vào. Nha anh em nhá. Kiếm tí. Như này là vẫn có đam đấy. Ok. Ui, về lò mang sơ 2 sao ở cái rau này á. Sợ thật sự luôn. Ui mà sao nó đấm khỏe kìa. Đấm lực thế. Về lò mang sơ đấm lực này. Ui. Cướp điên búa xét ạ. Đồ đẹp thế nhờ. Da mèo nhưng mà không chơi nữa anh em nhá. Chơi tạm hai con thôi. Chuyện này thọt tiền quá rồi. Họ tiền qua là chuyển luôn nhở. Bốn đỏ vào luôn được không? Bốn đỏ lên 8 là kẹp bốn đỏ vào. Bán cái này đi. Bốn đỏ level 8. Như này hơi yếu. Tôi nghĩ là phải lên 8 kẹp thêm cái con búp mana vào. Nó mới chơi được anh em ạ. Không làm gì mà chơi được đâu. Thọt quá anh em ơi. Nói chung là tiền mà level 8 mà nó chỉ có rơi vào tầm 10 tiền này thì đúng là quá thọt rồi. Bình thường ấy là tôi chơi ở level 8 ấy, mà chơi gót thế này là chơi ở level 8 là tôi ít nhất nha là phải được 30 tiền. 30 tiền ở round 16. Đấy, còn lên round 17 này thì ui lại thua anh em ơi. Round 17 này là thường là tôi sẽ là khoảng 40-50 tiền rồi. Đấy, nhưng mà chuyện này nó quá thọt luôn. Do cái giai đoạn đầu ấy, bởi vì thế này này, tôi ôm nhiều ấy, tôi ôm nhiều bài nhưng mà tôi lại bị thua, anh hiểu không? Tôi không giữ được chuỗi. Bình thường mà tôi ôm như thế là tôi thường là tôi hay giữ được chuỗi lắm. Và trận này không có đồ anh em ạ, nên là không thể giữ được chuỗi. Nếu có đồ thì nó khác. Đồ một cái blink ở đầu game thì nó đã ổn áp lắm, nhưng mà bây giờ nó không có thì biết làm nào. Chán thật sự. Bây giờ chỉ hy vọng là này, gặp cái thằng mà đang có chuỗi kìa, chuỗi cộng 7 kìa. Cắt chuối. Đấy, để bây giờ là gỡ lại những cái gì mà chúng ta đã mất. Thế thôi. Nhưng mà bây giờ khó đấy. Đội hình này thì vẫn chưa ăn được, đúng không? Nhìn nó biết là khó ăn rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ này chúng ta là kẹp vào là đỏ đúng không? Bốn đỏ kết hợp với cả mèo. Thì cái này chưa có gót. Chưa có gót. Chưa kẹp được gót vào. Thì bây giờ là chỉ hy vọng là đam đến được con mèo thôi. Đấy, để đánh gây đam được với bọn Clay chắc chắn là phải dùng cái đam thuần của con mèo rồi. Và kể cả tôi có chơi gót thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Nếu mà bốn gót mà co là con Heaven Bomber này thì làm gì bắn được xuyên qua cái giáp của cái bọn Clay đâu, đúng không? Đấy là nó khó ở chỗ đấy bây giờ.
khó phết ấy. Bài ơ mất chuối mẹ rồi. Ui rồi ôi, canh mai tính toán mai, cuối cùng là thằng khác nó đớp ạ. Điền thế nhờ, cay thế nhờ. Ủa thọt quá rồi anh em ơi. Mà bây giờ nó cũng không mạnh cơ ấy, đội hình nó không mạnh ấy, toàn một sao. Hay là thôi nhờ, bán bố nó mèo đi. Thực ra là bây giờ bán mèo thì nó cũng chưa có tròn tiền. 20 tiền. Ở round 20, 20 tiền level 8. Còn lâu mới lên 9 anh em ạ. Trời ơi, trận này sao mà tôi thọt thế này. Bình thường ấy là đối lại bình thường. Ừ, đúng rồi. Cái này thì riêng cái này tôi rất nhớ. Bình thường ấy, ở round 20, 21 ấy, lên round 21 là thường là nó sẽ là lên 9 đấy anh em. Thường nó lên 9 mà lên 9 đấy nhá, là lúc đấy là ở level 8 là đang 50 tiền và đang up dần lên 9 rồi đấy. Chứ không phải là lên 9 lúc đấy là hết tiền đâu nhá. Lên 9 là nó ít nhất nó phải dư khoảng 30 tiền nữa. Đấy nó thế cơ anh em ạ. Ui dồi ôi bạn ơi, sao bạn không gặp tôi sớm hơn? Có phải là tôi đớp cái chuỗi của bạn không? Trời, cay thật. Ủa nghĩ lại thấy cay. Ôm một đống sau cuối cùng là bị người khác đớp một cái chuối. Đen ấy, đen gặp sau đúng một round anh em ạ. Thế là mới đen. Mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Lúc đấy tôi đã chuẩn bị ăn cái chuối từ khoảng round 15 ấy chứ. 14, 15 mà tôi đã chuẩn bị đớp cái chuối rồi. Ai ngờ gặp ở round thứ 19 ạ. Gặp round cuối cùng luôn. Tại sao bạn không mạnh lên một chút để bọn nó không ăn được. Đen thật đấy. Nhưng mà thôi, nói thế thôi thì cũng phải nói đi nói lại là nếu mà bạn mạnh hơn thì chắc gì mình đã ăn được. Đúng thế, chắc gì. Bởi vừa nãy anh em cũng thấy là cái con Berserker ấy, nó cái đoạn giai đoạn cuối nó chỉ còn một mình nó solo với cả con Heaven Bomber thôi. Đấy, thì nếu mà bạn mạnh hơn một chút nữa thì có khi là mình cũng không ăn được. Thôi thì cũng phải chấp nhận số phận anh em ạ. Chuyện này cũng phải căng này. Hết tiền rồi anh em ơi, chơi ở 8 thôi, không lên 9 nữa đâu. Trận này nếu mà tính toán chuẩn là sẽ chơi ở 8. Tính toán chuẩn đấy là form là 4 đỏ level 8 là có vẻ ok. Roll Lava Shaman 3 sao, lên 9 là sẽ là 6 đỏ. 6 đỏ kẹp một co đã, xong rồi lúc đấy thì mới tính đến cái việc là chuyển dần sang Warlock. Theo tôi là như thế. Hiện tại thì có thể là sẽ chơi là 4 đỏ kẹp với cả Heaven Bomber thì nó sẽ là bây giờ, còn tí nữa thì nó sẽ là Sao Ripper, tôi nghĩ là như thế. Sao Ripper tạm thời làm co đã. Trong lúc đấy chúng ta sẽ tìm Lava Shaman 3 sao thì kiếm trong nơi kiếm cái con Ripper 2 sao để gánh co. Làm co trong cái bộ gót đỏ đã anh em ạ. Từ từ đã, chuyển từ từ thôi hoàn toàn. Cảm giác bây giờ thằng nào gặp thằng nào cũng thua. Cay thật. Ơ nhưng mà được ấy nhờ, đỉnh ấy nhờ. Rubik ấy, cướp được cái chiêu của con Thunder Spirit hay quá. Được quá bạn ơi. Hay quá. Hay quá. Ui dồi ơi, toàn ra cái gì không biết. Tôi cần cái con đỏ 2 sao thôi anh em ạ. Nhìn kìa, cái con Lava Shaman nhá, Storm Shaman nhá, Skull Hunter toàn 1 sao, Swordman vẫn 1 sao. Tức là cái trận đấu này nó rất đen luôn. Còn những cái gì mà tôi ôm từ đầu nó lại bây giờ nó lại không chơi đấy. Nó lại như thế đó. Bán hết đi rồi. Bây giờ còn bài, những cái bài nó bị yếu rồi, so với cả người khác. Ui ui, ra được cái con Omen rồi kìa. Khỏe quá anh em ơi, cảm giác nó đập cho 3 phát chết một con. Thôi xong rồi. Bắt đầu cảm giác bị toang rồi này. Tập này Eco giữ máu thôi anh em ạ. Kẹp 2 Eco và giữ máu. Nhưng mà tôi nhìn ở đây là round 22 rồi, mà bây giờ vẫn mới chỉ ra được có 2 con lava. Chưa lên được 2 sao luôn.
Thế thì đến bao giờ thì cái con này nó mới lên 3 sao? Tôi nhớ lên là cái đội hình này ở cái trận trước ấy, cái trận mà tôi chơi, tôi roll cái con người nước ở level 6 nhá. Là tôi roll cái con người nước mà đến tận round 25 là tôi ra được cái con người nước hay là 27 đúng không? Round 27. Là ra được cái con người nước 3 sao. Thì bây giờ ít ra là nó cũng phải ra được 6 con rồi chứ nhở. Và trận này khác là tôi up lên 8 anh em ạ. Đấy, tôi không roll ở level 6 mà tôi roll ở level 8. Nó cũng có cái sự khác biệt. Đấy, tôi roll ở level cao và tôi mất tiền tôi up cấp. Tức là tôi chơi là nó cũng khá là đen đấy nhá. Trận trước thì nó cũng là đen, mà trận này nó cũng là đen. Trận trước là roll ở level 6 mà đến round thứ 27 mới lên được co 2 đô lên 3 sao. Trận này thì rút kinh nghiệm là lên 8 để kẹp 4 đỏ kết hợp 4 gót để chơi, rút kinh nghiệm lên 8. Nhưng mà mẹ ơi, trời ơi, bây giờ lên 8 rồi lại không có tiền roll, là bây giờ nó vẫn chưa lên 2 sao. Tôi nghĩ trận này có khi phải round 40. Thế thì chắc chết anh em ạ. Lên round 40 mà lên con Lava Shaman lên 3 thì lúc đấy chắc toang mẹ mất rồi. Mà lúc đấy nó mới chỉ là ở level 8 thì đỡ làm sao được. Không anh em nhá, chắc là cố lắm thì cũng chỉ 30 thôi. Không, game này coi như là xác định đóng hòm, không chơi được rồi. Run đéo ra này anh em này. Trận này làm sao ấy. Trận này thôi chết rồi. Trận này như kiểu nó bị ma ám rồi anh em ạ. Rõ ràng luôn. Đang run rất nhiều level 8 không ra luôn nhá anh em nhá. Thôi có lẽ là không có form được 6 đỏ đâu anh em ạ. Chỉ chơi ở 8 đến chết thôi anh em ơi. Bán. Bán luôn Storm Shaman. Không chơi được anh em ơi. Trận này là chỉ có một phát là form luôn 4 mua lóc luôn thôi anh em. Hết tiền rồi anh em. Hết tiền rồi, hết máu rồi. Đây round 24 rồi anh em ạ. Không còn sớm sủa gì nữa đâu. Không còn sớm nữa đâu anh em ơi. Tầm này round sau là bọn nó bắt đầu form được đủ bộ. Và nó sang nó đấm đấy anh em ơi. Round sau là có cái gì là có món đồ cam rồi. Mà chả nhẽ này bây giờ vẫn chơi với cái đội hình ở giữa game. Làm sao mà chơi được. Bây giờ là phải coi như là form luôn anh em ạ. Chứ còn lại tiếp tục lên gót đỏ nữa thì là phải lên up 9 cơ anh em. 9 thì nó mới là coi như là gì, hai gót kết hợp với cả 6 đỏ và kẹp một co đúng không. Nhưng mà phải chơi level 9 mà bây giờ không có tiền. Với cả một cái nữa ấy là cái kinh nghiệm của tôi ấy. Thằng này nó dồn đồ cho con Swordman này, ảo ấy, ảo rượu ấy, chơi gót à, gót Swordman à, đúng không? Đâu, không phải. Không phải. Ảo rượu thật sự. Nhưng mà thằng này nó up 10 luôn ạ. Vãi đái thật sự. Up 10 mà ở round 24 đã up 10 rồi. Thôi xong rồi anh em ơi. Lava mày ra hộ tao cái. Lava ơi. 25. Round 25 vẫn mới chỉ có hai con Lava. Ôi ôi, hay là xin phép anh em Quang Minh Trần với anh em Bùi Quân Thạch là... Thật, có khi là phải xin phép anh em Quang Minh Trần với anh em Bùi Quân Thạch cho trận khác chơi Lava thôi. Trận này trông cảm giác nó không chơi được rồi anh em ơi. Round 25 rồi vẫn hai con ạ. Wow. Đúng như tôi nói đấy, chắc phải round 40 mới lên được. Trời ơi, tôi còn 66 máu. Ô, 66 máu à? 66 máu, số đẹp phết nhờ. Số đẹp phết đấy. Có tín hiệu đấy, tôi nghĩ là đây nó là cái tín hiệu khả quan đấy. Dừng lại con số 66 này là có vẻ như nếu mà tôi quyết định tôi chơi có khi bây giờ nó lại đỏ thì làm sao. Ờ, biết đâu này roll lại ra Lava Shaman bây giờ này. Không phải, mẹ tưởng Lava Shaman ạ. Lava mày ra, mày có ra không? Còn mẹ mày mới đéo ra. Rồi ôi, tôi chết tôi rồi anh em ơi, nó đéo ra thật. Thế thì 66 này là 66 lừa anh em ạ. Chén thành 66 lừa rồi. Round 26 vẫn hai con Lava anh em ơi. Mày ra hộ tao cái Lava ơi. Mày ở đâu? Con này nó bị tịt tẻ thật rồi. Làm nào bây giờ? Ôi nhìn kìa, thằng Warrior bây giờ nó bắt đầu to rồi. Đây còn thằng này nữa này. Thằng này còn chưa nói đâu. Làm thế nào bây giờ? Ăn buổi không?
Ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không, ăn nổi không. Ơ, vẫn có khi ăn được này. Cướp được cái skill của con ấy anh em ạ. Hay quá. Mày thế nhở, quá mày luôn. Đứng đúng vị trí ở cái con ấy, của con Thunder. Thế là cuối cùng mày quá. 66 có phải là một cái con số ổn không nhỉ? À đây rồi. Úi dồi ôi. Nữa đi. Trứng. Ờ trứng coi như là một con lava. Rồi. Ờ nhưng mà không được. Bây giờ lava có giải quyết được gì đâu. Ờ à, đập trứng như con này vậy. Anh em ạ, à, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Lava bây giờ có giải quyết được gì đâu. Lava bây giờ thì vẫn mới chỉ 2 sao. Mà bây giờ cần gì? Cần giữ máu anh em ạ. À. Cần giữ máu đã, sống đã. Đến lúc nó lên được 3 sao thì tôi nghĩ là quá muộn rồi. Cho co 4 đô đã anh em ạ. À. Không được, trứng là bắt buộc phải đập, không có cách nào khác. Cái nào vừa rồi mà nếu mà không đập trứng là toang. Đây này, nhìn thế này, khỏe quá anh em ơi. Ok. Trông cảm giác đấm rất lực nhá. Đấm rất lực luôn á. Mười máu đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Được, 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 được. Được, 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 được. Hay. Hay bạn ơi. Ui, được đấy nhờ, cầm hòa được không? Còn hai con là cầm hòa dễ lắm này. Hay. Rồi, tôi cũng chỉ cần cầm hòa thôi anh em ơi. Cầm hòa cho đến khi nào ra được lava. Bây giờ 50 tiền luôn, nhưng mà cảm giác luôn nó không ra anh em ạ. Đúng là có những cái trận ấy mà các cái con cờ ấy, nó không chọn mình là mình không ra được đâu. Đấy, trận này là không phải lava Saman, không phải chơi bộ đấy. Không phải chơi cái bộ đấy anh em ạ, nó không ra. Cũng đúng thôi, đấy anh em, Ron đéo ra luôn. Ôi, ra đi mày ơi, mày ơi, mày ơi. Nói thật chứ Ron từ nãy giờ nó cũng cả 100 tiền rồi đấy. Không ít đâu anh em ạ. Anh em nhìn bọn nó lên 10 rồi là anh biết là đấy nó là cả 100 tiền đấy. Có cái thằng lên 12, thằng 3, thằng lên 10 hết rồi. Đấy, tôi bây giờ vẫn ở 8. Đấy, luôn rất nhiều, vẫn chưa thấy đâu, cay thật. Ừ. Vẫn hai con anh em ạ. Không tính trái trứng nhá, trái trứng không phải là lava. Tức là mới có hai con thôi. À, 3 con. Đấy. Mới lên được. Mà bây giờ là round 28 rồi, mới lên được có một con lava. Lên 2 sao. Round 28 rồi. Tôi nói là đúng là nhà tiên tri tuần cơm. Đúng luôn đấy anh em ạ, à. Ra 40 nó mới lên được 3 sao, tôi khẳng định với anh em luôn. Trông sống là như thế mà. Ôi bạn ơi, bạn đẩy nhiều thế. Tôi chết tôi rồi. 52 máu này anh em ơi. Đây rồi, ui lava ơi. Tao đội ơn mày đấy, mày tự giao của tao cái lava ơi. Đừng để tao phải rôn. Rôn thì đéo ra. Thế mới cay. Thật là như thế luôn ạ. Sắp khóc một lời rồi anh em. Đùa, thật là như thế luôn ạ. Ra đi, sắp chết rồi. 52 máu thôi. Tầm này lên 30, sau 30 là bọn nó hai đồ cam là bọn nó đẩy kinh lắm. Đỡ làm sao được, một round mười mấy máu thì không đỡ được đâu. Một round mười mấy máu rồi, có nghĩa là 3-4 round là đi rồi. Quên mất, chưa chỉnh lại cái này. Chơi gót đỏ. Bỏ ra anh em ạ. Kiếm bây giờ kiếm Warlock dần là vừa. Tôi mà ra đủ hộ là tôi chơi Warlock luôn đấy. Bởi vì bây giờ gót đỏ ấy nó khá đuối rồi, sau ra 30 là cái bộ này là yếu rồi. Chơi co là phải chuyển co đó. Đây nhưng gặp mấy thằng Clay này là không có đam. Chơi làm gì có đam đâu. Bây giờ ấy mà muốn có đam ấy thì chuyển luôn sang Warlock xong rồi là combo anh em ạ, chơi combo. Đam nó sẽ đến từ cái con Doctor ấy. Chơi lọc cọc Doctor và đam đến từ con Lava luôn. Anh em ạ, à, có đam xuyên giáp thì mới chơi được bọn này. Không như này đẩy nhiều lắm anh em ơi. Ôi. Lội thương rồi, lội thương rồi. Cay thật. Vẫn chưa ra. Anh em thấy không? Vậy, đéo ra luôn ạ. Thật. Tôi phải khẳng định với anh em là trận này là trong cái cửa hàng này này là nó không có con Lava Saman. Trong cái cửa hàng của tôi ý, là nó không có cái con đấy. Tôi không roll ra được. Khổ.
đùa. Đây rồi. À, đau quá đi mất tôi. Đau đầu quá. Anh thật đi không ra anh em ạ. À. Trời ơi. Anh em thấy không? 30 rồi đấy. 10 rao nữa thôi là lên đến 40 rồi nhưng mà anh em ơi, tôi nghĩ là 35 là tôi đi rồi anh em ạ. 35 là đi rồi, lấy đéo ra vào 40. Còn có 38 máu anh em ơi, mỗi rao 10 máu thôi. Mỗi rao chỉ cần 10 máu thôi là ít, số lượng máu là ít như thế thì 10 máu là 4 rao là đi rồi còn đâu nữa. Lấy đâu ra mà lên được đến rao đấy. Rao 35 mà chưa đến rao 35 đã đi rồi. Chết tôi rồi, trận này mới trông kèo thế nhờ, chọn sai rồi anh em ơi. Thực ra là tôi nhận cái yêu cầu của anh em là tôi cứ làm theo yêu cầu thôi, chứ tôi cũng không theo bài anh em ạ. Tôi không chơi theo bài. Không ra luôn. À, thôi, chuyển thôi, chơi một combo thôi anh em ạ. Khó thật sự đấy. Chơi bằng combo thôi. Sắp đi rồi anh em ơi, cay thế nhờ. Bình thường là tôi chơi ấy, ví dụ như là làm content thì có thể là trận nào mà nó ra nhiều lava shaman thì tôi mới chơi kiểu này. Đấy mà tôi chơi anh em cũng thấy là tôi chuyển nó cũng luật lắm. Và trận này bởi vì là mình cố để mình làm theo một cái yêu cầu của anh em nên nó hơi khó so với bình thường. Quá khó phải là hơi khó đâu. Thế này nó gọi là quá khó luôn. Chơi như này nó còn có đam anh em ạ. À. Chơi như này nó còn có đam. Đấy. Chơi như này nó còn có combo, nó còn có đam. Chơi như thế kiểu ủa thằng này dồn đồ cho Swordman ạ. Vãi đái thật. Đi cho bạn ơi. Ui trâu phết nhở. Dồn đó đồ cho Swordman có hồi máu trâu thế nhở. Nhưng mà tôi cướp được cái trừ giáp anh em ơi. Thằng này đi rồi. Đương nhiên là tôi với bốn con này thì nó sẽ không bao giờ chết rồi. Bốn Warlock ở đây thì hồi máu bọn này sẽ không đủ đam để giết đâu. Và nếu mà thằng này nó lọt, nó chỉ cần chết thôi ấy, nó lọt con này thì nó đi luôn. Bốn máu đi luôn. Level 10 làm cái gì bạn ơi? Level 10 làm cái gì đâu bạn ơi? Ơ, dồn đồ cho con này hay nhở? Hay quá bạn ơi, chơi content à? Đây chắc chắn là một YouTuber giống tôi. Ảo thật sự, chắc chắn là content creator rồi. Không thể nào có cái chuyện là dồn đồ cho một cái con như thế được. Đây rồi. Đã có Dark Spirit, hay quá. Tất nhiên là quay trở lại cái việc là dồn đồ cho con Swordman thì cái câu chuyện đấy nó sẽ có ở trên kênh này nhá anh em nhá. Vào một trong những cái ngày sắp tới. Đấy. Content creator mà mình làm hết. Hay đấy, mạnh đấy anh em. Mạnh đấy, không hiểu đâu nhá anh em nhá. Đấy, nhưng mà cứ để tôi, anh em cứ để tôi. Ờ nhưng mà Lava Shaman ơi mày ra hộ tao cái nhờ. Con mẹ nó vẫn từng đấy con anh em ạ, vẫn bốn con từ nãy giờ. Trời ơi. Tôi nghĩ là rơi vào tầm hơn 100 tiền rồi anh em ơi, chắc chắn luôn. Không nói nhiều. Chắc chắn là hơn 100 tiền rôn rồi đấy. Ôi xong rồi, ôi gặp thằng này thì bay màu nhanh lắm. Rồi ôi nhìn cái gọn glide nó ra lên Berserker 3 sao. Ui rồi đồ thì nó gọi là mắc binh luôn nhá. 3 tia rồi hút máu trừ giáp. Xong rồi anh em ơi, trận này toang quá. Bắt tay lên tí vậy. Hết tiền luôn anh em ơi, sắp chết rồi anh em ơi. Lava ơi, mày ở đâu mày ra hộ tao? Không đợi mày. Ra đi. Ôi rồi ôi, hết tiền rồi. 12 tiền nó ra ấy, 10 tiền. 8 tiền. Ừ, ra thêm một con nữa nhưng mà vẫn còn tận 3 con nữa cơ. Bây giờ nó đang 33 rồi anh em ơi. Đúng thật, đúng là như thế anh em ạ. Làm sao để lên 9 được để mà kẹp Warlock nhờ. Nếu mà như này 6 Warlock phải ở level 9 mà. Ở level 9 là 2 gót 6 Warlock. Nếu mà lên được Lava Shaman thì vẫn chưa lên được 9 anh em ạ. Lava Shaman 3 sao vẫn không lên được 9 cơ. Chết rồi. Toàn quá. Combo đẹp hộ tôi cái nhá. Thôi combo đẹp phát nhá. Để xong rồi, cá lông 2 sao kia thì nó bắn thì xác định là không nhấc tay lên rồi. Ui may quá, cứu giá. Doctor cứu giá rồi anh em ơi. Ui rồi, Doctor cứu giá. May quá anh em ơi, được, cứu giá được.
cứu giá được. Ôi mày quá, mất đi máu. Được rồi. Được bạn ơi. Được. Sống. Hòa thôi, cần hòa là được rồi. Ô, đừng thua nhá. Hòa thôi. Đừng để lọt bạn ơi, 17 giây nữa. Phọt máu lên, bật chiến thắng lên. Ui hay quá. Được rồi bạn ơi. Hòa rồi, hay quá. Được rồi. Quá nhờ. Và ui còn hai con nữa thôi bạn ơi. Lên đi. Ui rồi không lên. Run tiếp. Ui đâu lên. Cày thế nhờ. Ra 40 thật rồi anh em ạ. Khó chịu quá anh em ơi. Làm nào bây giờ? Bây giờ gặp hai thằng Clay kia, mỗi round nó chỉ cần đẩy tôi 14 máu thôi thì hai round đúng đi luôn đấy anh em ạ. Thế này. Khó nhờ. Sống nổi sau cái round này thì vẫn sống, nhưng mà đến được round 40 không. Cay thật đấy. Được. Đấy anh em thấy không? Cái con Doctor nó gánh tôi từ nãy giờ đấy anh em. Doctor nó gánh anh em ạ. Doctor nó gánh suốt từ lúc mà tôi chuyển sang Warlock, và cái con này nó gánh chứ còn con nào ở đâu. Trời. Cố lên, đừng chết. Trời ơi. Không sao, lọt hai con thôi cũng được. Trời ơi, nhìn cái bài tôi so với cả cái bài của những cái thằng còn lại kìa. Những thằng top 1 thì to thế. Top 1 thì to quá rồi anh em ơi. Trông bài tôi lèo khèo không kìa. Vẫn ở level 8 ạ. Trông cái thằng ở phía trên thì level 8 nhưng mà nó toàn 3 sao. Với cả cái đội hình của nó là đội hình meta cơ. Tôi bây giờ tôi đang chơi với một cái đội hình là lèo khèo. Chấp phá này. Co chưa lên được 3 sao. Co chơi có 2 tiền chưa lên được 3 sao. Toàn thật rồi. Rao 40 thật anh em ạ. Rao 36. Bây giờ tôi còn hai con nữa không à. Còn tận hai con lava Saman nữa anh em nhá. Nó bảo còn một con thì nó còn khác. Nó còn dễ. Đây nó còn tận hai con anh em ạ. Khó lắm. Hai cái con cuối cùng này là hai con khó nhất đây này. Từ đầu game đến giờ roll bao tiền không ra. Bây giờ hai con này bao giờ nó mới ra đây. Chết rồi. Căng quá anh em ơi. Ra 6 nhá. Sắp chết nơi đấy. Ui ơi, ra đồ kiếm gãy thì ăn thua gì. Trận này không có đồ. Ui lava còn một con thôi. Hay quá. Thế thì lốt chén rồi anh em. Lốt chén. Cơ hội. Ui ôi đều có cơ hội à. Ui rồi ôi. Ui rồi. Không ra rồi anh em ơi. Ra đi. Ui rồi. Bán lốt. Cuối cùng thì mày cũng đã ra con mẹ mày. Cứu giá. Ra rồi anh em ơi. Lấy ghép giáp phản rồi anh em ạ. Cứu linh giáp phản. Phải đái thật. Phát bán cuối cùng rồi nó ra. Bán mẹ hết rồi ra. Bán cả Warlock rồi anh em. Tức là bây giờ không đủ 6 Warlock đâu. Chơi 4 Warlock thôi. Vẫn lên được co 3 sao là được rồi. Cố bạn ơi, cố lên, đừng chết. Hay quá. Ôi, sống rồi anh em ơi. Sống rồi, cơ hội là kèo. Đấy là tôi chỉ nói thế thôi, cho anh em vui thôi. Chứ còn thực ra thì con lava này nó có thể chết bất cứ lúc nào. Con này là một cái con 2 đô anh em ạ, 2 đô 3 sao. Và nó đang ở trong cái bộ 4 Warlock thôi, chứ không phải là bộ tối thượng 6 Warlock. Ngoài ra thì bây giờ chúng ta vẫn đang ở level 8 anh em ạ. Ôi mẹ ơi. Nó có làm được cái trò gì đâu. Trông gặp cửa lai ở round tiếp theo đây này. 21 máu sắp đi mẹ ơi. Bây giờ phải lên 9 mà làm gì còn tiền anh em ơi. Cần phải có 30 tiền để lên level 9. Lấy đâu ra 30 tiền để lên level 9 bây giờ đấy. Thôi chết rồi. Đấy thì xong rồi anh em ạ.
Thôi anh em ạ, trận này xác định rồi. Trông ô ô ô. Ô, vẫn được đấy, vẫn giữ được máu đấy. Ô, vẫn giữ được máu đấy. May quá, lọt một con anh em ạ, thế là cũng được. Chính ra nhá, là cái trong cái trận đấu này này, cái con mà nó cứu giá tôi ý, đóng vai trò là cứu giá tôi ý, nó chính là con Doctor anh em ạ. Chứ nó không phải con Lava đâu. Con Lava là cái con này là cái con khốn nạn. Mất bao tiền roll bây giờ mới ra, nhưng mà nó chả giải quyết được cái vấn đề gì. Vấn đề là thế, vẫn chưa thể cứu giá được luôn. Thật như thế á. Thề. Và tôi còn 3 cục máu nữa, chắc là tôi vẫn có thể nhây được. Sợ thật đấy. Bây giờ nha là phải lên 9, sau đó phải kiếm thêm một con Warlock nữa cơ anh em ạ. Thì chúng ta mới có thể là form được cái bộ 6 Warlock. Lúc đấy thì mới ăn được. Còn bây giờ mấy anh em nhìn kìa. Ui ôi, nhìn tầm. À nhưng mà được đấy. Được. Ui ôi, được. Chết tôi rồi. Ôi mẹ, nào này nó đẩy cho thì sấp mặt luôn. Ui có đi luôn không nhở? 19 máu chắc chưa đi đâu. Từ từ đã. Ui mẹ ơi, gần chết. Còn 2 máu ạ. Suýt chết anh em ơi. Mẹ quả đấy cứ cố để giữ được cái máu. Được rồi, thôi lên 9 thôi anh em ơi. Bán con này đi là đủ tiền lên 9. Rồi, ok. Thế là 6 Warlock 2 God anh em ạ. 2 God vào. Vẫn còn 3 cục máu anh em nhá. Vẫn còn 3 cục máu, cắn luôn đi. Cắn luôn đi. Chúng ta chơi God đỏ chúng ta mới cần giữ thôi. Còn bây giờ cắn luôn thôi chứ còn để làm gì đâu. Còn có 9 máu thôi. Ui, gặp thằng Goblin một lần nữa chắc đi luôn đấy nhờ. Gặp Clive có đi không? Clive cũng ghê mà. Có sống được không? 6 Warlock rồi bạn ơi, 6 Warlock rồi, đừng có đi. Hay quá, ấy con rồng kia. Ô, hóa được con rồng thì hóa được, hay quá. Được rồi. Ui, bây giờ thành trò chơi sinh tồn rồi anh ạ, best sinh tồn ở đây rồi. Ok bạn ơi. Đấy, lên được 6 Warlock có khác chưa? Bắt đầu cảm giác được có cái sự khác biệt rồi đấy anh em ạ. Bắt đầu có sự khác biệt, bây giờ là bắt đầu có sự khác biệt rồi. Ok. Rồi, God này. Bây giờ chúng ta sẽ dần dần chúng ta lên 10 đó. Lên 10 kẹp 4 God vào thôi anh em. Giờ tôi không roll nữa đâu. Cái con Dark Spirit ý, thì nó tự ra thôi anh em ạ. Chứ không roll kiếm Dark Spirit 3, à 2 sao làm gì cả nhá. Con đấy thì ra hay ra không ra thì cũng kệ thôi. Bây giờ đồ chủ yếu là dồn cho con Lava Shaman mà. Ok. Tôi hy vọng là round này là tôi sẽ có những cái món đồ mà nó tăng một chút. Nó giúp tôi tăng một chút. Khỏe. Tăng giáp để có thể là sống trâu hơn trong combat. Đấy. Giáp thì ngon, có thêm giáp thì ngon. Nhẫn thông minh. Thông minh này không ghép được cái gì cả. Cho cái đồ nào đến con nghẻ tí thế nào. Giáp ra bảo. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi, thêm giáp. Rồi, ghép được cái huyết trượng luôn anh em ạ. Nhưng mà bây giờ là ghép cái BKB hay là ghép cái giáp xoay nhỉ? Tôi nghĩ là tôi lấy cái giáp xoay anh em ạ. Lấy cái giáp xoay ngon hơn. Lấy cái BKB thực ra thì giảm sát thương các thứ thì cũng khỏe. Nhưng mà cái này nó sẽ gây thêm đam. Hai cái giáp xoay này nó có thể cùng xoay một lúc. Đấy, nó gây thêm đam được. Anh em nhá. Rồi, cho cái bờ linh cho con này. Ôi cơ. Rồi. Ui, gặp. Ui ơi, bắt tớ ở đây. Bắt kiểu gì, bắt kiểu gì. Giáp phản đây, bắt kiểu gì. Xếp lỗ để bắt à. À, càng đấy. Bạn này xếp lỗ để bắt, bạn bắt tôi à? À. Bắt cái kiểu gì. Bắt kiểu gì bạn ơi. Bắt kiểu gì. Ôi dồi ôi. Lại sống rồi anh em ơi. Xôi ui. Không dễ đấy. Tôi đã như phải lấy cái giáp phản rồi. Quá ok luôn. Từ từ nha. Để xem nào. Còn một thằng Clyde nữa thôi. Thằng Goblin thì khá xanh. Dark Spirit 2 sao rồi. Dark Spirit 2 sao. Calong 2, Bom 2. Nhưng mà nó cũng đen đấy. Tôi không ra con máy bay anh em ạ. Không ra được máy bay, hơi đen.
Ra được máy bay thì có khi là full 3 sao rồi, nhưng mà đen quá không ra được máy bay luôn. Hai con ấy cơ à? Ui mẹ ơi. Căng thế nhờ. Ủa vẫn ăn được này. Hai con cá lông. Hai con cá lông cơ à? Ui đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Clyde đi rồi. Clyde bị Goblin đấm đi, nhưng mà tôi lại không sợ Goblin nữa này anh em này. Ui giời anh em ơi. Thấy không? Ổn không? Trận đấu là kéo dài hơi lâu ấy. Thực ra là nó thắng một round là nó có cái công nghệ mech ấy, là nó roll ra được mà. Nó có công nghệ mech là nó roll ra được cái con đấy, nhưng mà hơi hết rồi, mày qua đấy. May mà coi như là cái thằng Clyde nó chết để cho thằng này nó không xanh được nữa. Nó không lên được con Kalong 3. Hay quá anh em ơi. Bây giờ cậu phải roll tay. Rồi, cậu cứ roll tay ra con Kalong 3 đấy nhá. Tầm này thắng tôi làm sao được? Chưa thắng được. Anh em nhìn kìa, anh em nhìn cái con lava shaman của tôi có giống như là bất tử không? Bây giờ thì nó ổn rồi anh em ơi nhìn rồi, ui rồi, ô kìa, kìa, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, đấy, lại tỉnh, ui rồi. Hay quá, hai cái chén thánh anh em ơi, làm sao mà chết, hai cái chén thánh anh em ơi, khỏe lắm. Rồi, ổn quá nhờ, bây giờ bạn bất lực rồi bạn ơi. Tầm này không giết được hai cái giáp phản, hai cái chiến thành. Quá trâu rồi. Máu thì tầm chục nghìn máu thôi chứ mấy đâu. Nhẹ nhàng tình cảm. Nói chung là bây giờ qua cái giai đoạn mà hết hồn rồi anh em ạ. Chứ còn cái quả giữa game đúng hết hồn luôn. Trước khi lên được con Lava Shaman ấy anh em. Cướp Dark Spirit. Hay quá. Rồi. Ủa thế nhờ. Quá được luôn anh em ạ. Quá. Cá lông thì đồ kinh đấy. Nhưng mà làm thế nào để giết? Ui nó giết được chết con Dark Spirit rồi. Nhưng mà Lava Shaman vẫn sống. Ok bạn ơi. Đúng là bây giờ mới thấy là cái giai đoạn giữa game hú hồn anh em ạ. Để bây giờ nó mới có cái thành quả như bây giờ. Đấy, tôi là tôi xác định luôn là tôi chỉ có chơi ở 8 thôi, không lên được 9 mà hết tiền thôi. Hết tiền cố phải ra là con Lava Shaman đấy, lên 3 sao. Mà ra được nó rồi để sống sót, coi như là sinh tồn đến cái giây phút này. Phải nói là một cái cố gắng quá là xuất sắc của tôi. Không từ bỏ anh em ạ. Cuối cùng thì thành quả nó được bây giờ. Anh em thấy không? Bây giờ thì cảm giác như đối thủ mới là cái người bất lực. Khi mà tôi lên được Lava Shaman 3 sao kẹp 6 Warlock. Sắp tới nó sẽ là 4 gót nữa. Thế thì làm sao mà đỡ? Để xem là đối thủ làm cách nào để ăn tôi đây. Trời. Khó. Khó lắm anh em ạ. Đồ cần đồ tăng thôi anh em ạ. Chơi với cả cái con đấy cần đồ tăng, càng nhiều đồ tăng là tốt. Bây giờ lấy thêm cái mặt lại hút máu cuối. Hút máu cuối đi. Lại nhận thông minh. Món này chả ghép được cái gì. Hay là giáp xoay. Không. Giáp xoay nếu mà anh em lấy hai cái giáp xoay ấy, ở level cao thì nó sẽ không được xoay cùng nhau nha anh em nhá. Nó sẽ không stack đâu. Lấy hai cái ở level khác nhau thôi. Rồi, lên 10 thôi anh em, kẹp 4 gót vào. Thằng này nó cũng hơi đen. Nó không ra là con máy bay ấy chứ. Ra máy bay thì nó khác. Đen nhờ. Ra máy bay thì là nó kẹp thêm được bộ mèo với cả vứt được thêm hai con vi giạt vào thì nó khác đấy. Nhưng mà nói thế thôi nhá, nhưng mà cũng chưa chắc ăn được tôi đâu. Kể cả là có ra được con máy bay thì cũng chưa chắc ăn được đâu. Với một cái con Lava Shaman như là bất tử như thế này đi. Khó lắm. Khó lắm bạn ơi. Rồi ôi. Quá khứ nghèo khó bây giờ đã được thành quả đại gia. Đại gia với 1.000 tỷ trong tay. Nói chung là cái tầm này thôi. Bạn ơi. Làm thế nào mà đỡ. Trời ơi.
quá khứ, nó chỉ là quá khứ, bây giờ nó hiện tại. Hiện tại bây giờ, sao bây giờ cười nhiều thế, anh em bảo thế đi, anh em hỏi tôi là tại sao bây giờ cười nhiều thế, trong khi vừa đấy thì khóc liên tục. Ok anh em, cái lúc mà chúng ta nghèo khó, lúc nào chúng ta cũng sẽ có cái tâm lý, lúc nào chúng ta cũng sẽ phải khóc nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ta khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta khỏe rồi thì đấy, cái câu chuyện nó khác, vị thế nó khác, anh hiểu không? Vị thế tâm này là vị thế của người có tiền, vị thế của đại gia. Đấy, tâm này nói chung là đấy, cậu thích bây giờ có cần là phải chỉ cho là chơi như nào không? Đấy, phải nói thế chứ. À đây cũng có một tí gọi là thay đổi, đấy chính là kẹp 4 spirit. Kẹp 4 spirit để counter vào Lava Shaman đánh gần ạ. Nhưng mà Lava Shaman này nó đấm được mấy cái đâu. Đấy, ngoài cái việc đấm ra thì nó còn bắn trưởng cơ mà bạn ơi. Ôi, đông đá. À này, câu kéo thời gian thôi. Câu kéo thời gian, đến lúc tỉnh dậy thì lại coi như là bắn trưởng, có gì đâu. Đóng đá, ừ thì cứ cho đóng đá, còn giáp phản. Ôi giời, đóng đá vẫn phản được giáp mà. Chưa kể Dark Spirit đứng sau đốt nữa. Nói chung là không ăn thua. Không ăn thua bạn ơi. Được đấy, tớ thích cái suy nghĩ của bạn. Tớ rất thích cái suy nghĩ của bạn. Ok, được, được. Hay lắm. Thế này là top 1 rồi. Thế này top 1 rồi anh em ơi. Thôi nhá. Sweet, sweet nha anh em nhá. Sweet, sweet. Bí mật. Đừng nói ra. Đấy. Ok bạn ơi, cứ tiếp tục thế nhá. Rồi. Hay quá anh em ơi. Được thế nhờ. Thôi. Giết hết, còn mỗi con lava thì vẫn chết thôi. Có gì đâu. Cố lên bạn ơi. Giới bình thường. Giết hết con lava giết kiểu gì. Và trận này có phải kéo hơi dài nhỉ anh em nhỉ? Kéo dài quá nhỉ? Round 50 cơ à? Trận này 50 round luôn. Đấy, nhưng mà thôi thì cũng để cho anh em chứng kiến con lava bất tử của tôi. Đó, tiếp tục là hành cái con ca lông. 2 đô 3 sao đấm 5 đô 2 sao như con. Và bây giờ cố gắng là roll chay lên con ca lông 3 sao cho tớ xem nhá. Lên đi, lên ca lông 3 sao cho tớ xem để xem là liệu rằng ca lông 3 sao có solo nổi cái con lava shaman này không. Anh em ạ, à, đấy nó thế cơ. Xem có solo được không nhá. Tí nữa sang xem có solo được không. Cố gắng là cố để kéo dài thời gian ra. Đấy, thực ra thì tôi cũng muốn kéo dài thời gian để cho đây này. Còn đúng một con nữa thôi. Ủa đúng rồi bạn ơi, bán đi. Bán đi, roll lốt đi. Đúng rồi, bán đi. Bán bớt đi mà roll. Roll ca lông 3 sao thế nào, solo như nào. Liệu rằng là solo với cả Lava Shaman 2 đô thì có ăn được không? Đúng rồi. Bạn làm rất đúng ý tớ, đúng kiểu làm content luôn. Hay lắm bạn ơi, cố lên. Roll đi. Đấy, roll đi. Sắp được rồi, sắp được ca lông 3 sao rồi bạn ạ. Cố lên nào. Chứ còn giữ lại mấy cái con bom biết các thứ làm gì đâu. Đằng nào cũng còn slot đâu mà cho vào. Bây giờ làm gì còn slot mà cho vào đâu, đúng không? Rồi rồi. Còn tôi bây giờ thì anh em lại thấy tiền lên 50 tiền rồi này. Lại nhà giàu rồi, tôi bảo rồi, đại gia mà. Rồi tôi rao sau có 50 tiền để xả, để kiếm cái gì. Kiếm rất nhiều thứ luôn. Kiếm thêm một con khan 3 sao đi thì có làm sao nhỉ? Ờ, được đấy. Được đấy. Khăn Dark Spirit 3 sao được không? Được đấy. Đối thủ roll chay ra con ca lông 3 sao rồi, tôi roll chay ra con Dark Spirit 3 sao. Hợp lý. Quá hợp lý luôn anh em ơi. Xong trận này. Kéo dài quá. Qua cả round 50 luôn anh em ạ. Qua round 50 luôn. Gần round 40 mới lên được Lava Shaman 3 sao. Xong rồi đến round 50. Tức là chúng ta cũng chỉ được chứng kiến cái con Lava Shaman này nó hành đối thủ trong vòng 10 round thôi đấy anh em. Cũng chỉ được xem Lava Shaman đánh nhau trong vòng 10 round. Nhưng mà công nhận mạnh nhãn thật sự. Bất lực dành cho đối thủ. Đối thủ không làm gì được luôn. Rồi, lốt anh em đây rồi. Đây rồi, ok nhá anh em nhá. Bắn lại đi. Tiếp. Ui đây rồi anh em ơi, 2 sao luôn. Hay quá. Đúng là người có tiền anh em ạ. Ui Dark Spirit thôi. Để thôi anh em. Thôi. 2 sao được rồi. Kiếm mấy con 2 đô thôi. Tham gì. Ui mà không kịp rồi anh em ơi. Tiền nhiều quá không kịp tiêu. Đúng là nhà giàu.
Rao cuối rồi bạn ơi. Ui rồi vẫn chưa lên được Kalong Ma sao à? Thế thì tôi sẽ đi rồi còn gì nữa. Ui giời, anh em thấy không? Đây bây giờ bạn ơi, còn nhiều máu lắm, 4000 máu cơ mà. 4000 máu cơ mà, nhiều, còn nhiều. Còn giáp phản bật lên cơ mà. Bình tĩnh bạn ơi. Ui giời. Ui giời. Quá đơn giản. Anh em thấy không? Bất tử luôn. Không làm gì được luôn anh em ạ, không làm gì được luôn. Rồi, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi clip này. Chúc anh em Quang Minh Trần và anh em Bùi Quang Thạch xem clip vui vẻ nhá. Chính ra là cái bộ này nó cũng khá là mạnh đấy. Nếu mà nó trong những cái trận đấu mà nó không có beat thì bộ này chơi được anh em nhá. Chơi được đấy. Không có beat, đánh cờ lai được, đánh với những cái thằng cờ lai được. Trận này thực ra có beat nhưng mà beat đi sớm rồi. Anh em để tôi check đồ cho anh em xem. Đấy, cái bọn Goblin này nó mạnh chứ. Đồ này, ui dồi ôi anh em ơi. Dark Spirit RO, Cà Lồng 5 món đồ cam ạ. Đấy mà vẫn cân được. Lava Shaman 2 đô, 3 sao vẫn cân được bình thường. Anh em thấy không? Mạnh ấy chứ. Anh em thử chơi xem nhá. Được đấy, được đấy, tôi nghĩ là được đấy. Mỗi tội là tôi cũng phải có một cái lưu ý với anh em nhá. Một cái lưu ý quan trọng ấy là trong trận đấu đấy là phải không có beat. Bởi vì nếu mà có beat ấy, thì chơi nó sẽ rất khó nhá. Cái bộ beat là cái bộ rất là counter của cái bộ này. Đấy. Thế nên là tôi có chú ý đấy cho anh em. Và nếu anh em vẫn rất là thích xem cái bộ Warlock này, cũng như là đam mê chơi cái bộ Warlock này, thì anh em có thể chọn clip ở cái màn hình kết thúc anh em nhé. Hai clip ở màn hình kết thúc đều là những cái trận đấu rất hay, rất hay ho. Anh em nhớ tin tôi đi, xem đi nhớ, hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.